Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Baker. Trời đang mưa luôn anh em, nhưng mà phải quay cái này tại vì rất là gấp. Mời anh em một cái chuyến tour mini nha, nhỏ anh em ha. Rút trên kinh nghiệm chuyến tour trước là chuyến tour đợt này, chuyến tour mini thôi. Thì mình sẽ chạy xe trực tiếp dắt anh em đi luôn. Tại đợt trước là mình đi ván tải, mình chở xe theo, mình chở da dép và mình chở cá mập theo. Thì đợt này á, mình sẽ trực tiếp chạy xe chung với anh em để không có anh em nào bỏ sót lại ha anh em ha. Thì chuyến tour đó là sẽ lên tham quan một cái showroom ở Dĩ An, Bình Dương, cũng gần đây thôi, ở từ Sài Gòn lên đó tầm 30 mấy cây. Thì mình lên đó mà người quen của mình làm khai trương một cái showroom mới. Thì lên đó mình sẽ tham quan rất là nhiều dòng xe mới về ha. Rồi mình sẽ ở lại ở đó, mình sẽ mời mọi người bánh ngọt và nước. Và sẽ có một số phần quà nha, nhỏ dành cho những anh em. Thì những anh em đã mua xe bên mình từ 150 đến 1000, hoặc là những anh em mua xe chỗ khác vẫn tham gia được nha. Anh em mến mình thì đăng ký, anh em mình đi chung từ đây lên đó cho vui. Lâu lâu á, mình mới tổ chức được một chiếc tour. Thì bây giờ mình sẽ đọc địa chỉ ha anh em ha. Địa chỉ mà cái nơi đó, địa chỉ ở, địa chỉ cụ thể, mưa quá anh em bấm điện thoại nó hơi khó, anh em thông cảm. Thì địa chỉ của nó là sẽ là Thanh Vương Phát 6, số 102, lô B5, đường Lý Thường Kiệt, khu nhà toa xe 2, phường Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương. Đó, thì mình anh em mình sẽ lên đó, còn những anh em ở Sài Gòn sẽ đi chung với mình. Còn những anh em ở gần đó thì anh em nó sẽ ở trên đó và sẽ gặp mình. Thì anh em mình sẽ giao lưu, và đặc biệt ha, không sẽ có màn này. Anh em mình giao lưu nạt bô chơi, tại vì lâu lâu mới được bảo kê mà anh em. Đó, giao lưu nạt bô chơi thì bữa đó anh em sẽ mình sẽ đem một số xe. Mình sẽ cùng mấy đứa em nó chạy xe của mình lên bớt, tại vì xe của mình cũng hơi nhiều á. Bữa đó lên đó là sẽ có màn quẩy nha anh em. Bữa đó anh em mình sẽ quẩy như vậy đó. Tại vì lâu lâu mình mới có một cái sân chơi. Thì từ đây lên đó tầm 30 mấy cây, về tầm 70 cây thôi anh em, một cái tour ngắn ngủn thôi. Rồi lên đó thì mình sẽ nghỉ ngơi và giao lưu trao đổi. Rồi anh em mình ăn bánh ngọt, trái cây và tham quan xe. Xong rồi mình sẽ cố gắng có những một số phần quà dành cho anh em. Cũng giống như cái tour đợt trước rồi đó anh em. Nhưng mà đợt này mình sẽ rút kinh nghiệm nha anh em. Mình sẽ đi chung để kèm anh em, không có để. Tại vì đợt trước á, mình giao xe cho thằng em á, đưa cho nó con Z1000. Tại con này mình chở bán tải, đưa cho nó con Z1000, cắm đầu cắm đồ, cắm đầu cắm cổ chạy bỏ anh em ở lại. Cho nên đợt này mình rút kinh nghiệm, mình chạy rất là chậm anh em, mình chạy chậm chậm để mình dìu anh em đi cho nó là kịp giờ, với lại không có bỏ sót một anh em nào. Và anh em nhớ mình sẽ bắt xuất phát từ lúc 7:30, 7 giờ là có mặt, 7:30 tập trung đủ, ai đi trễ là sẽ để bỏ lại nha anh em, và ai đi trễ thì lên sau. 7:30 là mình bắt đầu xuất phát, mình đi lên tới đó luôn nha anh em. Và anh em ráng chơi tới cuối giờ, khoảng tầm 11 giờ rồi mấy anh em mình về lại Sài Gòn ha anh em ha. Đó rồi, ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hy vọng là sẽ một cái chuyến tour mini này sẽ gặp được nhiều anh em và giao lưu với nhiều anh em nhiều hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều.